Dưới đây là cách để giúp chúng ta tạo account trên DirecTV Now để xem được SBTN và 8 đài Việt Nam khác. Bước thứ nhất, chúng ta vào trang www.directtvnow.com và chúng ta sẽ kéo xuống khi thấy mục International TV. Hiện tại thì có 2 packet gồm Vietnamese và Brazilian. Chúng ta hãy bấm vào Get One Quick Free. Bước thứ hai, khi bấm vào Get One Quick Free thì chúng ta sẽ thấy trang gồm tất cả các đài. Vì mình chỉ muốn xem đài Việt Nam mà thôi, nên chúng ta kéo xuống và click vào See International Packet. Bước thứ ba, chúng ta sẽ thấy hiện ra trang Worldwide Entertainment is here. Chúng ta bấm vào F, tức là dấu cộng, trong khuôn viên Vietnamese. Add xong, chúng ta kéo xuống, bấm vào Continue. Bước thứ tư, chúng ta sẽ thấy hiện ra một trang khác. Trang này chỉ là option nếu chúng ta muốn add thêm packet. Nếu không muốn add gì thêm thì chỉ cần kéo xuống và bấm Continue. Bước thứ năm, chúng ta sẽ thấy hiện ra một trang khác. Chúng ta chỉ kéo xuống và bấm vào Create Account. Bước thứ 6, lúc này chúng ta đã tạo account, điền email, tên họ, v.v. Chúng ta bấm Continue để qua trang trả tiền. Bước thứ 7, khi thủ tục trả tiền xong, chúng ta có thể xem được. Chúng ta đã có account và password. Chúng ta có thể xem trên máy tính computer. Ngoài ra, nếu xem trên Smart TV, Roku, Amazon, Fire TV, Apple TV, Android TV, iPhone, smartphone thì phải vào Store để download app DirecTV Now về để xem trên các phương tiện đã list trên. Xin lưu ý, chúng ta đừng add packet nào khác ngoại trừ Vietnamese packet.